Sao bật ngồi luôn rồi chứ bự nghe hỏi gì. Lên cá các bạn ơi. Coi nào. Thấy biết hay cái đó hay vậy. Rồi, thử rồi. Đúng rồi. Cũng nổi. Tôi má cũng lên cá. Đúng rồi. Trời. Lô nổ nè, cũng má. Đừng ra. Là quá la mày. Quá nặng luôn. Con này bự nè. Bự nè, bự luôn á. Con này lớn đó. Lô vô nổ nè, cái thau này á. Con này bự rồi, cái rồi nè. Con này trên ký. Con kia cái máy được kìa. Con nào đâu? Con nhỏ kìa. Cái 3, cái 4 rồi. Tính đem về thôi, đi thành phố rồi, tính về. Nặng quá các bạn ơi. Cậu má tính đem thành phố phải không? Chỉ thành phố thôi. Xong rồi, 3 nhà, 3 vị. Sáng đi câu, anh em đi làm, anh em đi lên chơi, đi câu với nó rồi chứ. Rồi sáng nãy hả? Cá cái một khổ mình nặng quay. Nó nặng. Má. Tôi đây đây. Đưa mượn cái quá à. Tôi đây cái tới rồi nè. Má nặng vậy. Rồi la cái này mày mấy nước nhiêu mà. Trời. Ra mà xuống nó chạy sao vậy chứ, mày giữ coi không nổi nó vô nữa. Nó chạy sao ra đụng nó kéo bắt tiêu sao. Hô cái mè trước. Đánh động rồi. Còn cứ mấy cái máy rồi gì nữa. Trời nổi. Được rồi. Nhìn nhau mày. Thôi. Đang ăn cơm ngon lành nè. Mè các bạn ơi. Đã chưa? Con này cái máy á kéo bắt phê luôn. Ok nha, hai con rồi, bự rồi, bò. Hôm nay săn bò đấy nha. Bốn con nằm vỏ rồi chứ hai con cái gì. Bài mồ đơn giản hiệu quả bất ngờ. Dính cá các bạn ơi, bắt phao rồi. Nữa rồi. Cũng má. Đâu cha. Rồi. Thiệt luôn hả? Thiệt luôn luôn. Nó tông một cách kia. Dính rồi. Má lên con chắc đỏ đi gù. Gù ơi lên chắc đỏ đi gù. Cái nhỏ thôi. Con nào cũng bự đâu. Có dính được rồi, ông ngồi cười hoài giờ chắc cô. Mè. Các bạn mà thấy mình ơi. câu cá mè nó câu cá bự hết rồi mình nó giả đừng có xem cái video của nó nha, nó câu cá nó cá nhỏ không à, đâu nãy giờ nó ngồi cá về đam mê mà đam mê gì cá mè nha các bạn, đây con cá mè nhỏ nha, chào mày. Ok lên cá các bạn ơi. Lên cá nghe nhạc luôn, nghe nhạc luôn. Vừa lên cá vừa nghe nhạc nào. Rồi, thằng cục
cơm chú ơi. Con ba ca. Đi đi. Nó mời cơm ra. Ăn cơm đi. Cơm có nhiều không mà mời ta mày. Đủ ăn. Đủ rồi cho ta ăn. Nhanh. Đánh giỏng nữa chứ. Làm cái muốn chết à. Đó là vui rồi. Bò các bạn ơi. Bò. Bò. Bò bò thiệt bò. 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 Hôm nay săn bò. Bò bò rừng. Nãy giờ cái này chết ha mình ha. Chưa kịp ăn cơm mất luôn cái phao. Này 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 Minh, Minh có có con nha. Các bạn ơi. Được con mè bò nữa nè. Mình đang bệnh này ăn cơm mà lo mất luôn cái phao đã thiệt cái chứ. Okay. Ok nha. Cái quần lên á. Đang chuẩn bị ăn cơm. Và kêu cái mất hướng bắt đường vào đã thiệt chứ. Lên cá các bạn ơi. Mất đâu vào rồi. To quá, nó bự á. Mè rồi. Bự rồi, bự rồi. Bự rồi các bạn ơi. Đúng là đam mê đó. Nó con mồi cấp chim. Chim nó con đang cấp chim. Cho nó ăn hay mày không biết nữa. Trên mày nó đói nó ăn đó. Nhưng mà mấy bạn mất phao. Nó về cái bị dao này năm nào nó quăng đăng cái bẫy tao hết. Rồi. Cái bị dao này nè. Trời. Năm nào nó đăng đăng mấy tao hết. Mà cái mà máy máy nên thử coi có nó không. Là một người luôn rồi chứ bự người hỏi gì. Vợt nè. Lấy cái vợt của Minh. Vợt cái gà. Tại nãy bò lên xuống xuống lùm công nha. Ừ. Có cá vô trời. Ai hả đó để tiền con mua đi mua đồ ăn ăn. Chơi Minh. Mẹ. Nè. Mẹ các bạn ơi. Cho bả luôn nè. Đã chưa, mày bò. Trời ơi, tao văng luôn nè. Đã không? Còn má nó mày. Đi. Nướng. Làm gì? Nướng rồi trời. Bắt lửa nướng nữa làm gì nữa trời. Phải các bạn. Đã chưa nè. Nguyên cá mè luôn. Trời con này. Má nó mày vào vang cái dao đó tắt máy đồng nó còng nữa. Con này chỉ mấy. Sướng. Đó đó đó. Lên cá các bạn ơi. Cá các bạn ơi. Được bình quá à. Trời ơi, dính cá rồi, dính cá rồi, dính cá rồi. Vừa khó cái được bình các bạn ơi. Lên cá nha, lên cá nha. Có không bạn, có không bạn. Hả?
cá to không? Bây giờ bình nhiều quá rồi sao giờ? Chịu các bạn ơi. Cá mạnh lắm. Cá này nó mạnh hơn ở ngoài hồ trong u nhiều. Cố lên bạn ơi. Mình. Ừ. Rồi hai cần luôn rồi các bạn ơi. Lục bình kìa bạn ơi, kìa. Nó tóc vào phía bên kia quá trời luôn rồi kìa. Đó. Anh bạn mình đang cố gắng quay đi cho nó vô các bạn ơi. Kìa. Lục bình nhiều quá các bạn ơi. Nè. Bây giờ không biết sao nè. Lục bình quá nhiều các bạn ơi. Trời. Nhưng mà không sao các bạn ơi. Có cá là vui rồi các bạn ơi. Còn dính không bạn? Còn hả? Chắc nó dính hai ba lưỡi của nó rồi. Cái này mình câu bơm chứ không phải là câu cái phao của cá mè. Câu bơm lăn xe thôi. Tại vì cái vợt nó bữa câu bị gãy rồi. Chưa có mua lại được. Cố lên bạn ơi. Còng hết cái cần rồi. Trời. Cố lên bạn ơi. Gần tới rồi. Gần tới rồi bạn ơi. Vô rồi bạn ơi. Vô. Đâu có tiêu ta? Kìa. Thấy không? To không? Trời ơi to. Chào bác các bạn ơi. Rồi. Rồi. Trời ơi. Thấy không? Trong đó còn không? Thấy rớt cá luôn. Cái này các bạn, cái này không phải là do mình kéo mạnh các bạn nha. Lục bình nhiều quá mình không xử lý kịp. Chấp nhận thôi các bạn ơi. Bây giờ mình phải cố gắng để mà mình đẩy lục bình cho nó ra ngoài kia kìa. Để mình có chỗ đem câu nữa các bạn nha. Và các bạn xem tiếp video của mình nha.